Khi phước báo cõi trời hết, khi đời sống của họ ở cõi trời kết thúc và những tướng suy xuất hiện, các ông có nhớ năm tướng suy xuất hiện không? Các ông có nhớ năm tướng suy tôi đã giảng phần trước không? Khi đời sống của một chúng sanh ở cõi trời kết thúc và sắp mạng chung thì có năm dấu hiệu xuất hiện gọi là năm tướng suy. Một là vòng hoa trên đầu, vương miệng, héo rũ, hai là áo quần trở nên dơ bẩn, ba là ở nách thoát ra mồ hôi, bốn là thân thể trở nên hôi thối dơ bẩn, năm là không thích ngồi lâu. Ông ta phỉ báng rằng chứng quả A-la-hán còn phải chịu sanh tử, ông liền đoạn vào địa ngục A-tỳ. Khi phước báo ở cõi trời sắp hết, năm tướng suy sẽ xuất hiện báo hiệu cuộc sống ở cõi trời đã đến lúc chấm dứt Thì khi vô văn nổi giận ông ta tức giận điều gì ông ta nghĩ ta bị phật lừa dối đức phật là một kẻ bịp bợm đức phật nói rằng người nào chứng được tứ quả a la hán thì không còn phải kinh qua sinh tử luân hồi nữa tại sao cuộc sống của tôi lại sắp kết thúc tại sao tôi phải chịu tái sinh tại sao tôi phải chịu luân hồi Tại sao tôi phải chịu sinh ra một lần nữa? Đức Phật là một kẻ nói dối. Chúng ta biết ngay điều gì xảy ra khi ông phỉ báng Đức Phật như thế, ông ta đọa ngay vào địa ngục A Tỳ. Địa ngục A Tỳ còn gọi là địa ngục vô dán, vốn là không chứng được quả vị A La Hán mà tuyên bố đã chứng được, nên khi hưởng phước báo ở cõi trời xong, khi chấm dứt mạng sống ở đó, liền rơi vào cảnh giới thấp kém hơn ông ta không nhận ra nỗi lầm của mình mà còn cho rằng đức phật giảng pháp không đúng thực sự đức phật đã nói rằng ông chưa chứng được quả vị thứ tư của hàng a la hán nếu ông đã chứng được ông chẳng còn sinh tử luân hồi nữa tại sao lại có năm tướng suy xuất hiện vì hủy báng đức phật do vậy vô văn tỳ khiêu liền rơi vào địa ngục vô gián các ông có thể tưởng tượng được những người tự tuyên bố mình là phật sẽ đi về đâu tôi không biết rồi họ sẽ kết thúc sinh mạng ở nơi nào nữa kinh văn nhữ ưng đế thính ngô kim vị nhữ tử tế phân biệt Việc gì các ông nên lắng nghe kỹ như Lai like sẽ giảng giải chi tiết cho các ông. Giảng, các ông nên lắng nghe kỹ, A Nan ông nên đặc biệt lưu ý, hãy lắng nghe cho kỹ như Lai like sẽ giảng giải chi tiết cho các ông, giảng giải cho A Nan cùng đại chúng từng tận, từng chi tiết, vậy nên đừng có thất vọng, đừng sanh tâm cô vụ. Kinh văn. A Nan khởi lập Tịnh kỳ hội chung đồng hữu học giả hoan hỷ đảnh lễ phục thính từ hối, Việt dịch. A Nan đứng dậy cùng hàng hữu học trong chúng hội vui mừng đảnh lễ, im lặng lắng nghe lời chỉ dạy từ bi của Đức Phật. rằng A Nan đứng dậy cùng hàng hữu học trong chúng hội, đó là các vị Bồ Tát, các vị Đại A La Hán, các vị Đại Tỳ Khưu, các vị hữu học, những người đã chứng được sơ quả đệ nhị và đệ tam quả a la hán vui mừng đảnh lễ vì đức phật sắp sửa giảng giải vấn đề rất chi tiết nên mọi người đều hớn hở cùng nhau vui mừng đảnh lễ đức phật họ tự nhiếp phục tâm ý của mình im lặng lắng nghe lời chỉ dạy từ bi của đức phật không để cho một niệm tưởng lăng xăng nào dấy khởi như vậy mới có thể lắng nghe với sự chú tâm trọn vẹn giáo pháp mà đức phật sắp chỉ dạy